Chào mọi người, thì hôm nay mình dẫn bé xúc xích tới để nhận xe nha. Có xe mới rồi nha mọi người. Thôi thấy cái bánh xe nó nhỏ hơn cái bánh này hôm bữa. Mình đổi cái bánh khác á. Tại vì bữa có thử xe kia thấy nó như nó chật chội luôn, cái xe này nó khác. Đúng rồi, mình chỉnh lại theo nó mà mình đâu có lấy xe kia đâu. Rồi nó về. Này xe mới. The pink, beautiful pink color. Ôi ơi, so sexy. Bởi chị nói sao em quên là giờ là mình với mình cho bé mỗi ngày là mang cái xe này bao nhiêu lúc mới đầu á, cỡ chừng một tuần đầu thì mỗi lần ngồi trên xe cho nó đi 30 phút thôi. Nhưng mà không có cần treo cái chân lên tại mình đang tập đi cho nó mà. Rồi ví dụ tới tuần thứ hai thì mình tăng lên 45 phút, 1 tiếng cũng được. Mình cứ để em ngồi trên xe cái mình là cho em tập dùng trong nhà đó. Xong rồi mình tháo em ra. Rồi tỷ dùng mình thấy là nó ngồi trên xe mà nó thoải mái, không có khó chịu gì nếu mà nó ngồi lâu hết. Thì mình để có đứa nó nằm nghỉ chút xíu, nó chợp mắt khoảng chừng 2 tiếng cũng được luôn. Nhưng mà mình phải theo dõi cái phản ứng của em, tại vì tùy đứa. Mày có xe mới rồi nha. Nó giống như xe tập đi của em bé vậy đó. Ok, dẹp dẹp. Dài vậy là cái này vừa hơn đúng không? Yes. Rồi để có xe đi chút chơi với bạn thử nha. Đi công viên chơi nha. Then we go to the park with our dog to play. To play. Good. Look at you so sexy. You're ready to find chúng your boyfriend. Chú ra gây lộn lắm. Phải gây lộn lắm. Gặp mấy cái khác phải gây lộn lắm. You're ready to find your sweet boyfriend. Xe này ok. Maybe catching. Phải catching a little bit anymore. Yeah. Wow, fit perfect. Look at that. Where was the surgery? Was it here or in the other one? Phẫu thuật chân nào vậy em? Chân này. Left side. Okay. All right. That's why we made today the last time we tried one wheelchair but a little bit narrow, but now we make it a little bit wider because we don't want to make her feel a little bit uncomfortable. Tune, give me the cover. Anh nói cái xe hôm bữa nó hơi chật hơn cái xe này. Đúng rồi. Cái xe này mình làm nó hơi rộng ra để nó không có cấn cái chỗ mà mới mổ á. Cho thoải mái không? Okay, we can do a trial here and then we are going to put here one cover for the tail. Okay, because the tail. Nó bây giờ cho nó đi thử trước xong rồi bạn nhân viên lên lầu á mang thêm một cái đệm nữa để che cái chỗ cái đuôi lại để khỏi cấn cái đuôi. Sếp ơi. Sếp ơi. Sếp à. Đi ra ban nè. Nè, ra ban nè. Đi. Đó. Sếp ơi. Đây nè. Ban nè. Đây. Sếp ơi. Không biết đi đâu hết trơn. Đây. Xúc xích ơi. Đây là ba nè.
Nó nhảy. Xe kìa bên. Chẳng lẽ yeah. Đây. All right. We have to abuse the witcher now. Okay. We need. We need to do like that because we cannot hold. Đây nè, đây nè, chạy không hả? Phải chạy lắm. The stable bar is not tight enough. One thing and the other thing is when she jumps, touch the stable bar, so the stable bar goes down. Hay quá. Nhảy. Nhảy hai cái chân đó. On the top. The only problem that happens is here, this bar. Or we take the bar and check what happened without the bar. If you can control, because normally we put the stable bar when the witcher is high. Mm-hmm. So now what we have this to take too. It out. Yes, just yes. That's why we have to just take it out and check what happened. Okay, come here. Tun. We need to adjust it. It takes us a few minutes. Vô đây, xếp xếp vô đây. Đeo dốc. Xếp xếp rồi. Ờ, vậy em chờ cũng được. Phải chạy nhảy. Với lại để coi chắc tháo cái cây màu đen ở phía sau ra, tại vì nó đâu có cần nó đâu có cần che cái chân lắm mà. Đâu có because she will recover and then they will need to donate for another puppy or something like that they don't know what I'm. For example, this wheelchair, if we put very big wheelchair wheels and I adjust here, we can make this wheelchair higher for another puppy when she totally recovers. So that's why, in my opinion, it's better for them to keep the cowhanders. Lỗ tai bay được luôn, nhưng mà hãy cánh rồi. Em ảnh nói á, cái đồ kêu tặng cho một bé cuốn thép, mình làm cho một bé cuốn thép thì mình còn có cái đó mình xài. Now I want to see what happened like this. Just for a trial. I need to. Yeah, thử trước coi là tháo cái cây đó ra nó đi sao nha. If the Xếp xếp đây. Xếp xếp.
Sit, sit, lên ba nè, lên ba nè. Đi lên đây, lên đây, lên đây. Sit ơi. Sit ơi. Lên ba nè. Sit, sit, lên đây. Không muốn leo hay là leo cũng được, không biết. Sit ơi. Sit, sit. Đây nè. Đây không được là kêu á. Anh cọ kêu em thử rồi. Xúc xích. Lên đây nè. Đi lên đây nè. Xúc xích ơi. Leo lên, leo lên. Đây đây. Để lấy thử miếng gà. Xúc xích ơi. Lên đây, lên ba nè. Lại đây, lên đây nè. Nhanh lên. Leo lên, leo lên. Leo lên đây. Thì do cái bánh xe nó nhỏ làm cho bé xúc xích nó lên dốc nó hơi khó khăn tí xíu. Thì bây giờ anh đổi lại cái bánh lớn. Đổi lại bánh lớn cho bé dễ leo dốc nha mọi người. Phải đi. Đây. Đây nè, xúc xích. Xúc xích đây. Đi. Xúc xích. Đi xuống đây, xuống đây. Sức đi các bạn nè. Mình chỉ kem á. Đi lên, lên đây nè. Lên ba nè, đi, đi lên ba nè, đi. Lên đây, lên đây. Lên đây nè. Xúc xích ơi. Xúc xích. Không leo. Biến. Lên đây, lên đây, lên đây, xúc xích lên đây. Lên đây cho xúc xích ăn nè. Chưa, nó đang thử cho nó lên dốc thử xem như thế nào. Cái
đi đi. Nhẹ 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 nhẹ. Qua đây đi, cái giống lại quá. Đây con. Súp súp rồi. Sụp rồi. Đâu à? Cao quá. Cao quá, em leo hoài. Chưa quen. Đi, đi đi. Ui, 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 ui. Hết trơn. Hết trơn rồi. Chạy kìa, chạy kìa. Em ở đây đi, đây đợi đi, xúc xích đợi mấy bạn ra nha. Đợi bạn ra đi chung với bạn nha. Xúc xích ơi. Đi ra đây chơi, đi đi, đi đi. Ra đây chơi nè, xúc xích. Chạy dữ lắm. Chạy lẹ đi kênh. Đi xúc xích, xúc xích, đi theo mẹ nè. Xúc xích, xúc xích, xúc xích. Lên luôn, lên luôn. Hay quá. Lên luôn, bắt chứng từ xa lên được. Lên. Xúc xích ơi, nay đi có xe đi đảo luôn ha, chơi với mấy bạn đi. Hỏi đi vòng tuốt dưới luôn ha. Cho nó đi vòng đi. Con mèo vô vỏ ngồi rồi gắn nó lên xe nó mạnh nó mới đi, nó không có đi theo đàn vậy trơn. Đi nè, đi con. Đi chạy. Con kìa. Trời ơi, con khúc. Đi cô gái rồi. Con đang ngủ.
nhớ không? Rồi rồi rồi. Cái con này nè. Dạ. Để nó không có ma sát nhiều, nó sẽ không bị lột da. It is the same that when you go to bye bye to talk to me. Cô gái hả ông? Cái bánh này thấy đi nó dễ hơn. Ừ. Nó thích. Tại bữa lại thử là thử cái bánh này nè. Nhìn nhìn nó linh hoạt hơn cái bánh kia. Cả miếng cơm. Chiếu là chiếu như bạn ngoài à. Đất ở cái vụ gì vậy trời. À, xích nó được tại vì á biết sao không, thường cái cổ sẽ nhỏ hơn cái đầu mình, xích nó sẽ dướng lại cổ không, còn này là cái cổ bự hơn đầu rồi. Cái xích nó còn cái gì nè. Them kids are the perfect kids for the videos of catching patrol. Because the little girl is super cute, they can show me you are super cute. Anh nói á, à, bên chị sắp tới tính á, khi mà làm Happy. Happy. Nè, xích có xe đi chơi đã luôn ha. Đừng thôi à, ảnh ấy không biết ảnh nổi không biết. Bi Happy xíu rồi đi cho bạn hoài, nãy giờ đi hồi đích bạn hoài luôn. Ảnh còn khúc rồi mắc cười ghê luôn. Chiếu ơi, má mày con này hồi đó là chị mua hả? Đâu, hồi mua nhiều đó mẹ đó. Về gái, về chiếu về gái. Nè em nói chị với con này mà về nhà em là mấy đứa này nó nghỉ ăn nghỉ ngủ. Trời đất ơi, làm gì vậy mà giống em bé. Ừ, nó cưng lắm. Này có xe đi đã luôn ha, xích ha. Xuống dốc luôn. Mình đang đập đi cho bé xúc xích đó mọi người. Xúc xích.